Kem Nihenza, có phải kem trộn hay không đang khiến cho nhiều chị em hoang mang lắm. Vì không biết hàng có an toàn không mà người thì khen đáo để, người thì cảnh báo lo sợ. Hơn nữa, do em này thu hút nhiều chị em tin dùng nên hàng giả nhái nhiều lắm. Điều này khiến nhiều chị em hoang mang, không biết mua đúng hàng chính hãng ở đâu để không bị uẩn phí. Thì hãy cùng theo dõi video bên dưới của shop giúp bạn trẻ đẹp để giải đáp các thắc mắc của chị em nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Nihenza được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín đến từ Hàn Quốc, với thành phần chủ yếu từ thiên nhiên không gây kích ứng, châm chích hay bào mòn cho da như các sản phẩm giả kem trộn. Hơn nữa, kem Nihenza cũng không có chứa corticoid, đạt nhiều chứng nhận chất lượng sản phẩm uy tín hàng đầu trên thị trường. Vì vậy, có thể nói sản phẩm này cực kỳ an toàn, lành tính cho da và đặc biệt là không phải là kem trộn như nhiều người đồn thổi. Nhưng chị em cũng nên lưu ý mua đúng sản phẩm kem Nihenza chính hãng để không phải mua nhầm kem trộn nhé, vì thường các sản phẩm hàng giả nhái đều là kem trộn đấy. Kem Nihenza hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem Nihenza, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.